Xin chào quý vị và các bạn, chúng ta cùng đến với bản tin thể thao sáng ngày 4 tháng 9. Ngay sau đây, mời quý vị đến với những thông tin chính. Hoàng Đức và tuyển Việt Nam quyết tâm trước trận đấu với Nga. Đội tuyển bóng chuyển nữ Việt Nam lần đầu có suất dự giải vô địch thế giới 2025. Thủ môn Matvei Safonov khó có cơ hội ra sân cho đội tuyển Việt Nam. Luis Suarez chia tay sự nghiệp quốc tế trong màu áo Uruguay. Sau đây là nội dung chi tiết. Tiên vệ Nguyễn Hoàng Đức nhấn mạnh sự quyết tâm của tuyển Việt Nam trước trận giao hữu với Nga ngày 5 tháng 9, khẳng định toàn đội sẽ nỗ lực để có kết quả tốt nhất dành tặng khán giả. Hoàng Đức cho biết đội tuyển đã tập luyện với cường độ cao, xoay tua đội hình và thực hiện nhiều phương án tấn công, phòng ngự, để chuẩn bị đối phó với đối thủ xếp thứ 33 trên mặt xếp hạng FIFA. Giải giao hữu quốc tế LB Bank Cup 2024 diễn ra từ ngày 5 đến 10 tháng 9 tại sân Mỹ Đình với sự tham gia của tuyển Việt Nam, Nga và Thái Lan đây được xem là bước chuẩn bị quan trọng cho AFF Cup 2024. Tuyển Nga đã hội quân từ ngày 2 tháng 9 và sẽ đến Hà Nội với 60 thành viên. Andrei Mostovoy, đội trưởng dự kiến của Nga, nhận định sẽ không dễ dàng khi đối đầu với Việt Nam và Thái Lan. Huấn luyện viên trưởng đội tuyển Nga Valery Kapin cũng khẳng định đội bóng của ông đã sẵn sàng cho các trận đấu tới. FIVB đã công bố danh sách 32 đội tuyển bóng chuyển nam và nữ tham dự giải World Championship 2025 trong đó có đội tuyển bóng chuyển nữ Việt Nam. Đây là lần đầu tiên bóng chuyển Việt Nam góp mặt tại giải đấu cấp độ thế giới này. Các đội danh vé dự giải từ các giải vô địch châu lục gồm Kenya, Ai Cập, Cameroon, Châu Phi, Trung Quốc, Nhật Bản, Việt Nam, Châu Á, Thổ Nhĩ Kỳ, Hà Lan, Italia, Châu Âu, Cộng hòa Dominica, Mỹ, Canada, Bắc, Trung Mỹ và Caribe, Brazil, Argentina, Colombia, Nam Mỹ. Tại giải vô địch châu Á 2023, đội tuyển bóng truyền nữ Việt Nam chỉ đứng hạng tư, còn Thái Lan đứng nhất. Tuy nhiên, do Thái Lan được chọn làm chủ nhà của World Championship 2025 nên được mặc định dự giải. Ba tấm vé còn lại theo đó sẽ lần lượt thuộc về Trung Quốc hạng 2, Nhật Bản hạng 3 và Việt Nam hạng 4. Đây là cơ hội để các tuyển thủ Việt Nam như Trần Thị Thanh Thúy và Bích Tuyền thi đấu tại giải đấu đẳng cấp cao hơn sau FIVB World Cup Championship 2023. Matvei Safonov, thủ môn của PSG, đã được cho là khó có khả năng ra sân trong trận đấu giữa đội tuyển Nga và Việt Nam tại LB Cup 2024. PSG, câu lạc bộ chủ quản của Safonov, yêu cầu anh chỉ thi đấu với đội có thứ hạng cao hơn trên bảng xếp hạng FIFA như Thái Lan hạng 101 thay vì Việt Nam hạng 115. Vitaly Kafanov, huấn luyện viên thủ môn của đội tuyển Nga, cho biết Safonov đã bị ốm nhẹ và không thể tham dự trận đấu ở Ligue One, nhưng sẽ bay đến Việt Nam để tham gia giải đấu. Tuy nhiên, ngay cả khi không bị ràng buộc bởi yêu cầu của PSG, tình trạng sức khỏe của Safonov hiện tại cũng chưa sẵn sàng để thi đấu. Safonov gia nhập PSG từ Krasnodar với giá 20 triệu euro, nhưng hiện chưa có cơ hội ra sân chính thức, chỉ bắt dự bị cho Gianluigi Donnarumma. Vì vậy, anh hy vọng được thi đấu tại lời bành cấp để duy trì phong độ và cơ hội thi đấu trong tương lai. Tiền đạo Luis Suarez sẽ chính thức dã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế ở trận đấu với Paraguay vào ngày 7 tháng 9 tới đây. Ở tuổi 37, Suarez quyết định kết thúc 17 năm gắn bó với đội tuyển quốc gia Uruguay, nơi anh đã ghi 69 bàn sau 142 trận, trở thành chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử đội tuyển. Suarez ra mắt Uruguay năm 2007 và đóng vai trò quan trọng trong hành trình đạt hạng tư World Cup 2010 và vô địch Copa America 2011. Anh khẳng định quyết